Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách độ bóng đúng cách của trụ đèn này và cách thắp đèn cho nó. Thì đầu tiên mình sẽ độ bóng cho đèn này. Muốn có bóng độ thì mình phải cho nó một layer mới. Giữ Ctrl kích vào ở cái thumbnail này, mình tóm màu đen, Alternate Delete. Đó, thì mình kéo ra đây chút xíu nha. Bây giờ mình thấy này, bóng đen là từ bên phải nó hắt qua bên trái, thì tất nhiên mình sẽ đổ qua bên trái này. Nhưng nhiều bạn đồ như thế này là không đúng này. Bạn kéo xuống đây thấp vậy, rồi bạn skill đẩy qua, rồi bạn giảm opacity lại. Như thế này là không đúng này, bóng này là không đúng. Vì cái bóng này nó đang thẳng mà bạn làm chiến như vậy là không đúng. Thì mình làm như sau. Rồi mình đưa bóng này xuống này, đáng lẽ nằm ở trong này này, nhưng mình đưa ra đây chút xíu cho anh em thấy. Chút xíu mình đưa vào lại. Rồi, bây giờ mình sẽ uốn theo cái góc của bức tường này. Mình sẽ làm như sau. Mình chọn vào Edit, Perspective Warp, rồi mình sẽ chọn khúc dưới này. Rồi mình chọn thêm phần ở trên này. Bây giờ mình muốn cái đường này này nó mép vào ở trong cái hình này, mình chọn Warp. Rồi mình kéo. Thì bạn thấy này, khi mình kéo á, nó sẽ chạy theo cái đường của mình. Rồi cái này phải vuông góc. Đó. Nhưng mà mình cần làm thấp hơn nha, vì đèn từ trên này nó hắt xuống này. Làm thấp hơn tí. Mình sẽ cho nó vuông góc nha. Ctrl R mình kéo thẳng xuống để mình canh cho nó thẳng hơn. Rồi bên này cũng vậy, kéo qua đây cái, kéo qua đây cái, rồi kéo qua cho nó thẳng. Càng thẳng thì nó càng đẹp thôi. Rồi bây giờ mình thấy là cũng khá ok rồi. Mình Enter ngay. Rồi mình sẽ bỏ mấy cái đường glider này đi bằng cách View, Clear Glider. Đó, hiện tại mình có một cái bóng như thế này và mình đưa vào trong cho nó đúng này. Mình sẽ giảm opacity lại. Đó, và cho nó nhòe hơn tí. Mình sẽ chọn Blur, Gaussian Blur. Đó, cho 6 đi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ thắp đèn cho nó. Thắp mấy đèn buổi tối ở đây. Ở ngoài này có một cái bóng đèn lớn này, nó chiếu vào thì nó thấy được cái bóng đây. Bây giờ mình trang trí chút xíu đèn ở trong đây nha. Thì bây giờ như thế này, bạn muốn trang trí đèn trên này thì bạn sẽ chọn này, Filter, Render. Bạn chọn cái lens này này. Thì như thế này, mình có các cái bóng đen như thế này. Bây giờ mình di chuyển vào nhưng mà đôi lúc nó chạy lung tung này. Nha, mình không thấy được rõ thì mình sẽ làm cách sau. Bạn cho mình một layer mới ở trên và tô cho mình màu đen. Sau đó mình sẽ chọn Render và chọn Lens. Thì lúc này mình thấy được bóng đen rõ ràng hơn. Đây, ví dụ bóng đen trên này sáng tối vô thằng Brightness này. Đó. Mình xem những thằng nào phù hợp nha. Chắc mình nghĩ thằng này nó phù hợp này. Hai thằng này ta, thằng này đi. Thằng này. Hoặc là thằng khác coi. Mình nghĩ thằng này phù hợp hơn ha. Rồi mình sẽ thấy thằng này phù hợp hơn này. Thì cái này mình muốn thấy ở dưới thì mình chọn Hoa trộn, String là chỗ nào màu tối nó sẽ loại trừ, nó giữ màu sáng lại. Đó, thì bây giờ mình thử đưa lên đây màu này hoặc màu này. Mình thấy màu đỏ này nó có phù hợp hơn này ngay. Nhưng bây giờ mình làm sao để mình đưa vô đúng cái chỗ vị trí của nó. Bây giờ mình có này 1, 2, 3, 4, 5. Nếu mình dùng một layer thì mình đưa vào nó dễ. Nhưng mà bây giờ mình cần đưa vào đúng 5 layer luôn thì mình có một cái mèo như thế này. Anh em muốn đưa vào đúng vị trí này, anh em chọn cho mình Window và chọn Info. Info là cái thông tin, đúng không? Thì XY này là cái tọa độ con chuột bên này. Đó, chuột mình đi đâu nó đi theo này. Này, XY là tọa độ XOY. Thì bây giờ mình đưa chuột vào và mình ghi lại. Mình sẽ ghi phía bên này cho anh em xem. Bây giờ mình đưa chuột vào bóng đèn nào, bên phải đi. Mình đưa ngay vị trí này. 4223 nhân cho 794. 4223 nhân cho là 794, được không? Chút xíu mình nhìn số này á, rồi mình nhập vào ngay. Rồi, bây giờ mình đưa qua tiếp bóng đen này cho 5 vị trí này đi. 4051950. 4051950. Rồi tiếp theo là mình cho bóng đen trên này. Đó, thì mình có này 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là cái tọa độ con chuột mình nằm ngay vị trí này. Mình cho bóng đen nằm trên layer màu đen. Mình sẽ chọn Filter, Render, Lens. Thì cái này hồi nãy mình có thử trước là khoảng 25 là cảm thấy ok. Đó. Và bây giờ này, mình sẽ đưa vào vị trí đầu tiên là số 1. Thì mình giữ Internet, mình kích vào ở đây cái, nó sẽ ra cái bảng này. Có chút chấm lên, đây là 4 này. Lúc nãy mình ghi nhầm số 3. Giữ Internet kích vào. 4224 794. Ok. Đó, nằm đúng vị trí này rồi, ok ngay. Đó. Bạn nhớ cái này mình chọn string này. Đây, string này. Tiếp tục mình chọn cả thứ hai. Mình cùng tương tự này. Filter, Render, Lens. Cái thứ hai là 4051950. 4051950. Đó, ngay vị trí này luôn. Ok cái. Đó. Rồi cái thứ 3. Bây giờ cái này mình tua nhấn khúc này, 345 tương tự. Rồi, bây giờ mình vứt thông số này đi nha, cho nó gọn nha. Mấy cái đen này mình bỏ luôn. Mình tô màu đen này. Đó. Vì hiện tại hình này là hình màu đen mà. Đó, mình bỏ qua này đi. Mình shrink cái. Shrink này nó sẽ ưu tiên màu sáng nha. Màu tối nó sẽ mất đi. Rồi mình kéo cái này về chút xíu. Không cần quá sáng đâu. Rồi. Thì khi bóng đen này thắp lên thì tất nhiên ở trên này sẽ ít rõ hơn ngay. Bóng ở đấy cho nó nhẹ hơn thì mình sẽ cho nó một cái layer mask. Đó. Cho chữ bê bò. Khi chuột phải chọn cò mềm. Giảm opacity này lại chút xíu. Mình sẽ bôi trên này cho nó mờ chút xíu ngay. chứ trên này điện sáng mà, thì trên này phải mơ mơ tí này. Rồi, thì bài này chỉ có như vậy thôi. Anh em nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ. Xin chào anh em.